Hi, xin chào các bạn. Trên tay mình là VinSmart Activa nhé. Activa. Mình đã dùng con này là mà tính ra là 14 tháng. Thực ra thì mình muốn chia sẻ với các bạn cái điều này để các bạn có một cái đánh giá về cái hàng của Việt Nam chúng ta. Thứ nhất là các bạn sẽ gợi ý cho người khác mua, và thứ hai là chúng ta phải yên tâm với cái chất lượng của hàng Việt Nam. Thực ra mình mua con máy này bởi vì một lý do, đó là trước đó mình đã dùng con Joy 2. Mình sẽ review các bạn về con Joy 2. Đây các bạn ạ, mình lần mãi mới thấy, mình để trong kho lâu quá. Đây là hộp của chiếc Joy 1 cộng, không phải là Joy 2 à? Trước mình nhớ là mình mua Joy 2 mà nhỉ? Sao lại ra là Joy 1 cộng nhỉ? Đây là cái hộp của nó. Ô, chung như con tài vậy. Thực ra thì mình mất máy rồi, chỉ còn hộp thôi, nên review các bạn như vậy. Máy là bị ăn trộm mất. Thực ra thì cũng chỉ là cái xấu thôi, không có sao cả. Đây là vỏ hộp con XT3. Mình đã mua đầu năm ngoái, con XT3 này, màu xanh lá cây. Các bạn nhìn thấy cái màu xanh lá cây không, hay là màu xanh nước biển? Đây là mình mua năm ngoái. Thì mình sẽ muốn review các bạn thì về XT3 nó có một cái hay, đó là camera của nó thì nó sẽ ở đây. Bạn nhìn chưa, camera tuyệt vời chưa, có một cái camera như vậy. Thì có một cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đây là con máy này mình khen nó ở điểm là nó rất là chịu được sự va đập mạnh và chịu được cái dùng như phá của mình. Thứ nhất là mình vừa sạc vừa chơi game và nghe nhạc suốt ngày, rồi nghe sách nói, rồi là đa nhiệm với nó rất là nhiều thứ và nó rất là khỏe, đúng với cái quảng cáo của nó. Mình nhớ nó hình như nó là 64 GB bộ nhớ rồi, nhưng mà hình như nó là RAM 3 GB đấy. Và mình rất là thích cái camera này, cũng rất là nét, camera này rất là nét, chịu va đập mạnh. Mình không dùng cái ốp nào cả, không dùng cái dán kính màn hình nào cả. Và khi rơi kính màn hình các bạn thấy là vỡ đây, nứt đây, và đã có những cái vết nứt ở đây, những cái vết nứt, các bạn nhìn thấy những vết nứt này, đây bên dưới này vậy, nứt vỡ hết. Nhưng mà nói thật là sức như vậy nhưng mà mình vẫn cảm thấy sướng, bởi vì là chỉ có hơn 3 triệu thôi. Mình mua con này hơn 3 triệu thì mình nghĩ là với cái giá 3 triệu mà dùng tan nát như vậy hơn 1 năm thì quá là xứng đáng các bạn ạ. Quá là xứng đáng với cái giá 3 triệu. Và đến thời điểm hiện tại thì nó dùng vẫn khá là ok, không phải là đến nỗi lỗi như là các dòng Movistar hay là các dòng máy Trung Quốc ngày xưa các bạn dùng. Máy này nó khá là mình sức chịu nhiệt của nó khá là ấy. Các bạn sẽ hỏi là tại sao mình không bọc ốp vào cho cái máy cho nó xịn sò tí, nhưng mình không thích, bởi vì là cái máy này quá là dày. Cái độ dày của nó cảm giác cho mình rất là khó chịu khi mà bọc thêm cái ốp. Mình rất là khó chịu khi mà bọc thêm cái ốp với cái máy quá dày. So với iPhone hay là so với cái máy khác thì nó không phải là quá dày lắm, nhưng mình thực ra mình không thích, đơn giản là vậy thôi. Với lại mình muốn thử rằng là nó sẽ chịu đựng như thế nào. Và nó chịu đựng khá là tốt. Và các bạn biết là công việc của mình là công việc là người thợ lắp đặt điều hòa, thì nó cũng không phải nào công việc văn phòng gì cả, nên là giữ máy nó không được tốt. Với lại mình nghĩ là nó chỉ giá chỉ có 3 triệu thôi, mình sẽ không dùng nó lâu, cho nên là mình cũng sẽ không phải lo lắng gì cả. Đây các bạn thấy là máy này mình cài rất nhiều thứ, đây mình đã gỡ bớt đi rồi. Đợt này mình gỡ bớt đi bởi vì là máy này mình dùng nhiều quá, hiện tại nó đang có một số lỗi như sau. Mình sẽ chia sẻ các bạn các lỗi của con này, các bạn có nên mua nó hay không. Đó là sau hơn 1 năm chạy đánh game này đấy, xem tất cả các thứ, học tất cả các thứ đấy, tất cả mình làm rất là mọi thứ, thì sau 1 năm với cái hoạt động rất là nặng nhọc vất vả thì nó bây giờ đang lóng pin, tức là dùng khoảng tầm 15-20 phút liên tục thì bắt đầu là nó nóng trên tay các bạn, nó cảm giác một cái độ nóng rất khó chịu vì nó hơi hơi nóng quá. Thì cái thứ nhất, cái thứ hai là về cái pin của nó đấy. Nếu như các bạn không bật cái trình tiết kiệm pin như mình đang bật bây giờ, battery saver, các bạn không bật cái trình tiết kiệm pin này thì khoảng tầm đến 4 đến 5% là máy sập nguồn. Nếu không bật trình tiết kiệm pin, còn nếu các bạn bật tiết kiệm pin thì nó sẽ dùng cho đến khi còn 1% mà thôi. Thì về cái máy này là nếu như bạn vừa sạc vừa chơi game hoặc là vừa sạc vừa dùng YouTube hay là dùng Facebook thì máy rất là nóng. Lúc mới mua về thì nó sẽ không nóng như vậy, nhưng mà khi càng dùng càng lâu thì cái pin của bạn nó đã chai rồi. Thì khi mà sông điện nó có nghĩa là sạc nhanh, mà sông điện vào thì nó sẽ càng nhanh hỏng hơn, nó càng nhanh cho cái máy nó nóng hơn. Thì
khi nó nóng như vậy thì các bạn chơi game sẽ rất bị giật nát, không thể chơi được. Xem phim hay YouTube các thứ thì nó còn đỡ, nhưng mà riêng chơi game thì cực kỳ giật nát. Thứ hai là mình đánh giá là cái máy này về sóng điện thoại, thu phát sóng điện thoại của máy này khá là kém. Sóng điện thoại của máy này khá là kém, và khi máy bị nóng các bạn chơi ấy, thì 4G nó bị rất là kém và rất bị mất tín hiệu 4G, đặc biệt là khi chơi game có những quả là bị chết oan, bị thua oan, bởi vì là nó nóng quá, nó làm cho cái kết nối mạng bị kém và bị chậm. Kết nối mạng bị kém bị chậm cho nên là đánh bị giật nát, cho nên là đã có rất nhiều là nhiều trận thua vì bực mình như vậy, nên mình đã mua chiếc máy mới rồi. Thì cái máy này mình sẽ chỉ chơi khi nào nó mát mẻ thôi. Thế thì còn và về cái việc nữa đó là về cái việc nữa là mình khen là cái máy này có cái củ sạc rất là nhanh và củ sạc của nó không kén máy, sạc cái máy nào cũng rất là nhanh đấy, và mình rất đánh giá nó là tốt, chẳng qua là mình dùng không giữ gìn thôi, mình chơi nó căng quá. Chứ còn nếu như các bạn là ít chơi game hoặc là ít dùng đồ nặng và ít quay phim chụp ảnh rồi là ngâm máy lâu ấy, thì có lẽ là sẽ máy này sẽ còn bền hơn cái như vậy, nên là mình dùng với một cái kiểu là dùng như phá thì nó mới nhanh nát như vậy. Về đến hiện tại thì mình cũng không thấy là cái máy này có cái gì lỗi gì mà nghiêm trọng và trầm trọng lắm. Cảm ứng các thứ tuy là vỡ nhưng mà rất là nhạy bén và khá là khỏe. Mọi thứ vẫn còn rất là mượt mà, không có gì đáng chê trách cả. Chỉ có cái là máy cầm hơi nặng và hơi dày như vậy, nhưng mà để như có một quả pin trâu, có một quả pin rất là trâu thì có lẽ là chúng ta ok. Trước đây thì quả pin này mới mua thì mình có thể dùng 2 ngày không phải sạc, nếu như mà bạn không dùng cái gì nặng nhọc. Nếu bạn dùng cái gì nặng nhọc thì cũng cũng phải dùng khá là thoải mái, đến đêm trước khi đi ngủ mới cần phải sạc lại, nhưng bây giờ thì không thể thấy được. Bây giờ thì chỉ đến 5 giờ chiều hoặc 6 giờ chiều là sẽ pin sẽ còn tầm này đấy, như bây giờ 7 giờ tối thôi. Hôm nay mình cũng dùng cũng khoảng là nay cũng dùng không phải là nhiều lắm, nhưng mà đến bây giờ thì còn giữ được như thế này. Thế còn nếu như mà dùng nhiều lắm thì bây giờ là sập nguồn rồi. Đó, thì chia sẻ với các bạn như vậy. Dùng từ 7 giờ sáng đến bây giờ 12 tiếng thì hết một quả pin của nó. Thì mình nghĩ rằng là cái máy 3 triệu như thế này thì phải nói là tập đoàn VinFast của Park Vượng đã làm ra một cái gì đó rất là ok, và mình đánh giá cao con này, đánh giá cao nó, đánh giá cao nó. Về cái mặt hiệu năng của con này nó có một cái vấn đề nữa, đó là bây giờ camera khi quay phim ấy, khi các bạn quay phim này, khi quay phim thì cái máy này gặp một cái lỗi, đó là âm thanh đi sau còn hình ảnh thì đi trước, tức là âm thanh và hình ảnh không đồng bộ với nhau. Khi bạn quay một cái video thì nó rất là khó chịu như vậy, âm thanh và lời nói không 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 giống với nhau, nên cho nên mình phải mua cái máy khác. Nếu còn về chụp ảnh thì mình cảm thấy ok, còn tất cả các hiệu năng khác thì nó vẫn là ok, cho đến thời điểm hiện tại chưa có một cái lỗi gì mình cảm thấy là kinh khủng lắm. Đấy, chỉ có mỗi cái là chơi game thì giật nát quá, bởi vì là mạng kém và thu phát sóng mạng kém, rồi quay phim là cái mình hay dùng nhất để làm vlog rồi chia sẻ này khác, thì nó lại bị như thế nên mình phải mua một cái máy khác. Cho nên là có lẽ như vậy, có lẽ là bởi vì là cái xe có lẽ là bởi vì là cái máy này chỉ có 3 triệu thôi, nhưng mà lại trang bị bộ camera của một con máy 7-8 triệu, cho nên là nó bị với cái lỗi, đến bây giờ nó bị cái lỗi đó. Không phải là cái gì quá là đáng chê trách cả, thì thật sự là mình khen nó. Nhưng trước đây mình dùng con Joy một cộng này, như con Joy 2 mình nhớ là con Joy 2 này, thì mình dùng nó mình thấy rất là ok và rất là tuyệt vời các bạn. Mình đã cảm thấy rất là sung sướng khi dùng con Joy 2 này. Mình mua nó đâu có 2 triệu à, 2 triệu thì mình mới mua con cao hơn, bản cao hơn là XT3, cao hơn con Joy 2 một tí để dùng là dùng dùng thoải mái hơn, vì con này có 2 GB RAM và 16 GB bộ nhớ thôi, cho nên mình mua con này. Thế rồi mà mình đã bị mất này, nhưng mà mình dùng con này cũng khá là thoải mái sau khi mà con Joy một bị mất. Thế cho nên là mình khuyên các bạn này, sinh viên nên dùng các con này, sinh viên và các bạn chưa đi làm ra nhiều tiền thì nên dùng dòng này, và nếu như mua cho cha mẹ hoặc là mua cho ông bà thì là nên mua dòng này. Thì thứ nhất là dòng này nó đa nhiệm, các thứ của nó rất là tốt, xem video giải trí rất là ok, pin trâu và khỏe, màn hình to, dễ dùng, nhanh và nhạy, nó rất là thoải mái với các bạn sinh viên, và cũng là một cái máy cảm ứng rất là tuyệt vời. Nó nói về cái thương hiệu và cái thì nó không phải là loại sang trọng, nhưng mà nó sẽ hữu dụng và hiệu năng cho các bạn với cái tầm tiền rẻ nhưng mà lại ok về mặt sử dụng, nó gọi là thực dụng, rất là thực dụng.
thì mình khuyên là các bạn trẻ nên mua cái này nếu chưa kiếm ra tiền. Thế còn các bạn có thể dùng nó làm máy phụ đấy, để như vậy thì nếu như các bạn có làm rơi mất hay là có như thế nào đấy thì nó cũng không đáng tiếc với cái số tiền, các bạn hiểu không? Mà nó lại đầy đủ tất cả chức năng, khả năng như là một con máy 7-8 triệu có thể làm được, và mình đánh giá cao nó. Và mình chỉ chơi Mobile Legends thôi, mình cũng chưa chơi các game khác, nhưng mà mình nghĩ là chơi Mobile Legends đã với một con máy này nó đã là nó hơi làm việc gọi là vừa đủ với nó. Đó. Bây giờ thì là nó pin nó kém và nó hay nóng máy thì là nó sẽ là vất vả rồi, nhưng trước đây là vừa đủ, nhưng bây giờ thì dùng cái game này là ấy rồi, nên là các bạn cứ nghĩ là dùng các game khác cũng sẽ như vậy thôi. Thế cho nên là cái máy này không thể nào mà cho một gamer mà chơi suốt ngày được đấy, mình chia sẻ với các bạn như vậy. Rồi hẹn gặp lại các bạn các video kế nhé, hẹn gặp lại các bạn và hẹn gặp lại các bạn và cảm ơn các bạn nhé xem video này.